Vâng, cảm ơn bệnh viện Tây Nam Nghệ An và xin được chuyển sang bệnh viện Quang Bình Hà Giang. Mời Quang Bình. Dạ, em xin kính chào các thầy cô cùng các anh chị đồng nghiệp. Quang Bình xin báo cáo hội chẩn. Bệnh nhân nam, 74 tuổi, dân tộc Tày, nghề nghiệp già yếu, địa chỉ Xuân Giang, Quang Bình, Hà Giang, vào viện 29 ngày 29 tháng 9 năm 2023. Lý do vào viện của bệnh nhân là đau chợt lét nhiều vùng môi miệng, kèm cao giác thâm, giải giác tay chân. Tiền sử bệnh nhân có tăng huyết áp 2 năm, huyết áp tối đa là 160/90, kiểm soát tốt với Abeta Fork. Huyết áp duy trì là 120/70 đến 130/80. Bệnh sử thì khoảng 5 ngày trước khi vào viện thì bệnh nhân này xuất hiện đau nhức các đầu ngón tay, kèm nổi giác thâm, giải giác cả bàn tay, bàn chân hai bên, vùng miệng ngứa, trợ lết nhiều, kèm da mạc trắng. Bệnh nhân ăn uống khó, không sốt. Trước khi bị bệnh thì bệnh nhân này không sử dụng thuốc gì, không ăn uống gì bất thường. Bệnh nhân này không đau ngực, không khó thở, không có cơn chóng ngất, không hoa mắt chóng mặt. Ở nhà đã dùng thuốc nhưng không rõ loại gì, được người nhà đưa vào khám và điều trị. Lúc vào thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, thể trạng gầy, da niêm mạc hồng, không vù, không sốt, hạch ngoại vi không to, tuyến giáp không sợ thấy. Đau nhiều vùng tổn thương cơ bản của bệnh nhân này có chợt lét vùng môi miệng, có nhiều giả mạc trắng niêm mạc má trong, kèm vẩy tiết vùng môi miệng, giác thâm, kèm đau giải giác tay chân thân mình. Vùng sinh dục thì không có tổn thương. Khám cơ quan thì tim loạn nhịp hoàn toàn, thổi tâm tu 3/6 tại mỏm, tần số trung bình 118 chu kỳ trên phút, chi ấm hồng hào, mạch ngoại vi bắt rõ, lồng ngực thì cân đối, phổi thông khí đều hai bên, bụng mềm, không có dấu hiệu ngoại khoa. Phần tín niệu thì không có cầu bằng quang, chạm thật và bệnh thận âm tính. Các bộ phận khác thì hiện tại chưa phát hiện bất thường. Xét nghiệm bệnh nhân này thì em đã để lên trên slide, có cái IgE của bệnh nhân thì là 218. Điện tim thì xin ý kiến hội chẩn các thầy cô. Quang ngực. Các kết quả khác thì có cái siêu âm tim, cấu trúc tim nhĩ trái giãn, chức năng tâm thu thất trái trong giai đoạn bình thường, van hai lá hẹp mức độ nhẹ, loạn nhịp tim trong khi làm siêu âm. Chẩn đoán của bệnh nhân là hồng ban nhiễm sắc cố định, chẩn đoán phân biệt với hội chứng Stevens-Johnson. Trên bệnh nhân tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim. Hướng điều trị của bệnh nhân là bệnh nhân dùng corticoid đầu tay, kháng histamine, kháng sinh phòng bội nhiễm, hạ áp duy trì, chống loạn nhịp và chống ngừa tập tiểu cầu. Điều trị cụ thể thì em có dùng bù dịch cho bệnh nhân là 1.000 natri chloride truyền trong 2 ngày đầu, Vinsulong 40mg nhân 3 lọ trên ngày, tiêm trong vòng 5 ngày, sau đó giảm xuống 2 lọ trên ngày. Kháng sinh dùng ticagrelor 1,5g nhân 2 lọ trên ngày, pha truyền tĩnh mạch chia 2 giờ. Imeron 10mg nhân 2 ống trên ngày, tiêm dưới da chia 2 giờ. Hạ áp dùng Savi Inbesetan 75mg nhân 1 viên uống 8 giờ. Digoxin 0,25mg 1 viên trên ngày uống 8 giờ. Và aspirin 81mg nhân 1 viên trên ngày uống 8 giờ. Và đây là các tổn thương của bệnh nhân. Bệnh nhân là tổn thương cơ bản khi bệnh nhân vào viện. Và tổn thương này, tổn thương sau 4 ngày, ngày điều trị ngày thứ tư, bệnh nhân có tiến triển khá về tổn thương da. Và hôm qua thì em cũng có đẩy cái hình ảnh tổn thương của ngày thứ 6. Hiện tại tình trạng bệnh ngày thứ 7 điều trị thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, da niêm mạc hồng. Tổn thương da thì tiến triển khá. Không đau ngực, không khó thở, tim vẫn loạn nhịp, phổi thông khí tốt, bụng mềm. Đề nghị hội chẩn của bệnh viện Quang Bình thì là chẩn đoán hướng tới bệnh đã sát với bệnh nhân chưa, cần nghĩ đến những nguyên nhân gì gây nên tình trạng hồng ban của bệnh nhân, có nghĩ đến những nguyên nhân do thuốc hạ áp hay không, và có cần đổi nhóm thuốc hạ áp cho bệnh nhân hay không. Và câu hỏi thứ hai là hướng dẫn phòng bệnh trên cái tình trạng của bệnh nhân, và xin chẩn đoán hướng điều trị tình trạng rối loạn nhịp tim của bệnh nhân ạ. Em xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn Quang Bình. Chúng ta thấy là cái tiến triển bệnh nhân đang tốt dần lên, đúng không?
cái điều trị của các bạn là đã có hiệu quả rồi. Mấy ý kiến của cô Mùi. Với ca này thì trên lâm sàng thì mình sẽ chẩn đoán là cũng như các bạn đã ở bệnh viện đã chẩn đoán đó là hồng ban nhiễm sắc cố định ạ. Thì tức là cái hồng ban nhiễm sắc cố định thì nó có một cái đặc điểm là nó sẽ có tổn thương da và có thể tổn thương niêm mạc. Thì ở bệnh nhân này thì có tổn thương niêm mạc miệng và có vẻ là vùng lưỡi và niêm mạc phía trong có vẻ là không tổn thương. Và bệnh nhân nếu mà ở Svensson Sơn thì tiêu chuẩn của nó đó là có loét từ hai hốc tự nhiên trở lên thì bệnh nhân này chỉ có ở miệng thôi, thì nó sẽ phù hợp mà hơn với là cái chẩn đoán của hồng ban nhiễm sắc cố định. Hơn nữa thì trong cái hồng ban nhiễm sắc cố định có thể nó có ban hoặc nó sẽ có bọng nước ở trên cái nền màu hồng màu tím ở trên da. Thì ca này ở vùng cổ rồi vùng tay đều có cái dạng bọng nước cả, thế là ở trên niêm mạc như vậy nó phù hợp với là chẩn đoán hồng ban nhiễm sắc cố định. Thì các bạn đã chẩn đoán như này thì là đã đúng rồi, chứ còn ở Svensson Sơn thì trong trường hợp này mình có thể là tạm loại trừ được. Thứ hai là trong cái phần địa bệnh sử thì có miêu tả là bệnh nhân này trước khi bị bệnh thì không có sử dụng thuốc gì cả. Thì cái này thực ra là ở bệnh nhân này để muốn tìm nguyên nhân thì sẽ phải khai thác rất là kỹ. Với dị ứng thuốc thì cái khai thác tiền sử dị ứng là hết sức là quan trọng. Ví dụ như mình sẽ khai thác xem là bệnh nhân như bệnh nhân này là có tăng huyết áp trước. Trước đó thì xem bệnh nhân có đang dùng thuốc huyết áp hay không và có đổi thuốc huyết áp hay không. Đây là một cái dạng dị ứng muộn nên có thể là bệnh nhân sẽ dùng trước đó. Nhưng tuy nhiên rằng là nếu mà bệnh nhân dùng huyết áp rất là lâu rồi mà không đổi thuốc huyết áp thì mình có thể loại trừ cái vấn đề là do thuốc huyết áp. Và cái hồng ban đa dạng nhiễm sắc, hồng ban nhiễm sắc cố định này nó có một cái đặc điểm là nếu lần sau mình lặp lại cái nguyên nhân cũ thì bệnh nhân sẽ biểu hiện y xì như là các ban như là đợt trước họ bị. Và có thể tất cả những cái vị trí họ bị rồi thường thường họ sẽ bị lại vị trí đó. Và họ có thể nó sẽ có thêm các vị trí khác nữa. Thì ngoài cái nguyên nhân có thể do thuốc hay thức ăn hay một số những thứ trong môi trường thì có thể là do ví dụ virus chẳng hạn. Thì những trường hợp mà như này thì có nếu mà sàng lọc được thì mình có thể làm thêm một số những cái loại virus như là như CMV hay là EBV hay là SFV ạ. Thì một số trường hợp khi nhiễm virus thì nó có thể nó sẽ bị. Và nếu mà mình mà không khai thác, không định hướng được thì thực sự là sẽ cũng rất là khó để hướng dẫn bệnh nhân xem là bệnh nhân có dùng cả những cái thuốc nam, thuốc lá hoặc là một số những cái loại thuốc người ta có thể trộn cả thuốc Tây vào nữa hay không. Vì nếu một lần sau mà bệnh nhân lặp lại thì bệnh nhân sẽ lại bị y xì như thế này. Đấy thì về chẩn đoán thì là thống nhất như vậy. Về thuốc huyết áp thì sẽ kiểm tra lại xem là có định hướng đến huyết áp hay không. Nếu gần đây mà thay đổi ạ thì hãng thì nghĩ đến cái thuốc hạ áp, chứ còn nếu bệnh nhân dùng một loại lâu lắm rồi hoặc là như ở trong bệnh sử này là trước khi bệnh nhân bị bệnh không có sử dụng thuốc huyết áp thì mình cũng không đổ cho cái thuốc huyết áp được, thì mình không thể cần phải đổi thuốc huyết áp đâu ạ. Thế còn về phần điều trị thì đã điều trị là một khoảng methylprednisolone là 120mg trên ngày trong 3 ngày, sau đó là có giảm. Thì hiện tại giờ bệnh nhân miệng bệnh nhân đã khô, niêm mạc đã tạm ổn rồi thì lên giảm dần cái corticoid đi ạ. Thì còn là bệnh nhân đã ăn uống có thứ tốt hơn thì mình có thể chuyển dimeron răng dạng uống cũng được, thì bệnh nhân đỡ bị tiêm, đỡ bị đau. Thế còn là chỉ cần về phần dị ứng, chỉ cần miệng bệnh nhân khô thì có thể đã cho ra viện nếu mà về cái phần dị ứng ạ. Và cái corticoid thì mình sẽ giảm dần. Còn cái tình trạng trên da nếu mà nó cái màu tím, cái ban trên da nó không thể hết ngay đâu, cũng nên không mình không thể giữ bệnh nhân ở tại bệnh viện, mình sẽ kê thuốc ngoại trú khi ra viện ạ. Thế còn là hiện tại thì vâng, nếu mà các câu hỏi về phần dị ứng thì em đã trả lời xong rồi đấy ạ. Vâng, cảm ơn cô Mùi. Những câu hỏi của cô Mùi về cái tiền sử uống thuốc và sử dụng thuốc huyết áp của người bệnh thì Quang Bình có ý kiến không? Có khai thác được không? Dạ, báo cáo với thầy cô thì là trường hợp bệnh nhân này vẫn đang duy trì cái Epitap một ngày một viên. Thì trong khoảng thời gian mà bệnh nhân khoảng 5 ngày trước khi bệnh nhân bị bệnh thì bệnh nhân vẫn đang dùng thuốc huyết áp đó. Và em thì không khai thác được bệnh nhân rằng là bệnh nhân có bị tiêu chảy hay không, không bệnh nhân không khai thác, không có cái những tình trạng đó để bệnh nhân dùng thuốc khác thêm. Và bệnh nhân thì ăn uống thì của bệnh nhân thì
Trong thời gian gần đây bị bệnh thì bệnh nhân có ăn uống cũng như bình thường, không có cái tình trạng là ăn uống nó khác thường, nên là em cũng chưa khai thác được cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng hồng ban của bệnh nhân. Dạ, em xin hết ý kiến. Thế còn xin một ý kiến một chút nữa, đó là cái nếu là cái hồng ban nhiễm sắc cố định ấy thì mặc dù tổn thương niêm mạc miệng như thế này nhưng mà nếu mà không có dấu hiệu nhiễm trùng thì mình có thể là sẽ, nếu mà cái chăm sóc tốt thì có thể sẽ không cần phải dùng đến kháng sinh. Tuy nhiên là bệnh nhân này được miêu tả là lưỡi có giả mạc ấy, thì mình sẽ phải kiểm tra xem bệnh nhân có nhiễm nấm hay không, vì trên nền các bệnh nhân cao tuổi, tăng huyết áp cao tuổi ấy, thì có thể thì mình sẽ đánh giá cái phần nhiễm khuẩn hay không. Còn nguyên tắc của phần bên dị ứng ấy, thì nếu mà không có dấu hiệu nhiễm trùng mà mình hướng dẫn mà chăm sóc các thứ tốt thì có thể sẽ không cần phải dùng kháng sinh. Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý của Mùi vậy. Mấy ý kiến của thầy Cường. Kính thưa giáo sư Thanh, kính thưa các thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Đây, ở bệnh nhân này thì có hai chuyện, một là tăng huyết áp, hai là rung nhĩ. Cái điện tim của bệnh nhân rất rõ là rung nhĩ. Và cả các bạn vừa gửi cái file siêu âm thì rõ đúng là cái kết quả là các bạn làm siêu âm là đúng. Bệnh nhân có cái hẹp hay là nhẹ và có rung nhĩ. Thế thì ở bệnh nhân này là vừa có tăng huyết áp, vừa có bệnh lý hẹp hay là rung nhĩ. Như vậy là có mức độ suy tim mức độ nhẹ rồi, mình vẫn hay gọi là suy tim gia hai đó. Thế thì với bệnh nhân này thì cái chuyện huyết áp nếu mà ổn mà đã dùng từ lâu rồi thì mình cũng không phải đổi, còn nếu mới dùng mà xuất hiện tình trạng dị ứng thì mình có thể đổi rất là nhiều loại mình có thể dùng được. Nhưng mà trên bệnh nhân mà có suy tim rồi thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn các nhóm như ức chế men chuyển hay là ức chế thủy thể. Hoặc là nếu mà không có bệnh phổi hay là tiền sử hen gì thì cũng có thể dùng chọn nhóm chèn beta giao cảm. Là thứ nhất. Thứ hai, bệnh nhân này có rung nhĩ trên nền hẹp hay lá thì mình sẽ dùng thuốc chống đông kháng vitamin K chứ không phải là dùng kháng nhiệt tiểu cầu aspirin. Không biết là trên bệnh viện Quảng Bình mình đã làm được cái xét nghiệm protombin với cả tỷ lệ INR chứ. Còn nếu không, ít nhất là mình làm được cái protombin thì mình mới sử dụng được thuốc kháng đông kháng vitamin K. Còn nếu không dùng được thì nếu không xét nghiệm được thì cũng rất là khó, tại vì thuốc chống đông đấy thì nó cần phải xét nghiệm để mình biết mình đã đạt liều hay chưa, hay là chưa đạt liều hay là thừa liều thì phải điều chỉnh cái thuốc ấy. Mời Quang Minh ạ. Có mình nghe đâu. Dạ, báo cáo các thầy thì là cái INR hiện tại ở bệnh viện em thì vẫn chưa thực hiện được các thầy ạ. Mình xét nghiệm được tỷ lệ protombin không ạ? Trong mổ thì mình vẫn chắc là vẫn xét nghiệm được chứ ạ? Dạ, cũng chưa thầy ạ. Vậy. Thế thì với bệnh nhân này thì về mặt chẩn đoán tim mạch thì có tăng huyết áp, hẹp hai lá, rung nhĩ, suy tim. Về mặt điều trị thì mình cho digoxin là hợp lý rồi. Còn lại cái thuốc hạ áp thì có ba nhóm thuốc mà mình nên ưu tiên hơn để giảm cái tỷ lệ tử vong do suy tim là ức chế men chuyển, ức chế thủy thể, chèn beta giao cảm. Đấy, mình có thể chọn một trong ba nhóm thuốc hoặc là phối hợp hai trong ba nhóm thuốc đấy, chèn beta với cả ức chế men chuyển hoặc là chèn beta với ức chế thủy thể. Còn lại cái chuyện chống đông thì nếu mà mình không xét nghiệm được INR hay là không có cái tỷ lệ protombin thì chắc là mình vẫn phải chuyển đến một cái đơn vị nào đấy để người ta có cái xét nghiệm đấy thì mình mới sử dụng được. Bệnh nhân này thì bắt buộc phải dùng kháng đông kháng vitamin K để dự phòng tai biến do rung nhĩ ạ. Còn mình không dùng các loại kháng đông đường uống khác như Noac hay là aspirin để không, mình không dùng được các loại đấy. Và xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn thầy Cường. Chắc chúng ta sẽ chuyển về bệnh viện tỉnh Hà Giang để điều chỉnh thuốc một thời gian. Đó, khi mà có liều, chỉnh được liều rồi thì lại quay về Quảng Bình theo dõi được mà, đúng không thầy Cường? Vì thuốc kháng đông kháng vitamin K thì nó có một cái nhược điểm lớn là nó thay đổi theo cái chế độ ăn rất là nhiều. Các cái chế độ ăn, các cái chế độ ăn mà các cái loại thức ăn mà có nhiều vitamin K giống như là các loại rau cải về mùa đông này, rồi các loại đậu đỗ này, hành này,
thì nó sẽ làm giảm cái tác dụng của thuốc, hay là một số loại thuốc tương tác với cái thuốc, những cái thuốc thông thường, đặc biệt là thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt giảm đau, nó cũng làm tăng tác dụng của thuốc. Thành ra là khi đã sử dụng cái thuốc này thì mình bắt buộc phải xét nghiệm được PTNR thì mình mới theo dõi được bệnh nhân. Còn nếu mình không xét nghiệm, không theo dõi được thì mình nên gửi cho cái đơn vị mà họ có cái xét nghiệm này để mình mới theo dõi được. Bởi vì Thường thì chúng ta theo dõi trong vòng bao nhiêu lâu? 1 tháng một lần hay 3 tháng một tùy cái mức độ lần? cái, khi mình dùng Ở bệnh thuốc nhân này. như ở bệnh nhân này, nếu thông thường thì 1 tháng một lần, sau đó nếu mà ổn định mình có thể 3 tháng một lần. Với bệnh nhân dùng thuốc kháng đông kháng viêm ca thì quả thực là rất phụ thuộc vào cái sự hiểu biết cũng như tuân thủ cái chế độ ăn của bệnh nhân. Bởi vì nếu mà mình ăn uống nó hơi quá các cái thực phẩm mà nhiều vitamin K thì thuốc sẽ mất tác dụng, mà mình ăn uống một số loại mà nó làm tăng tác dụng thì có thể làm xuất hiện chảy máu, quá liều chảy máu. Đơn giản thì đi xuất huyết dưới da, còn xuất huyết dạ dày rồi xuất huyết não hay là xuất chảy máu bàng quang thì cũng cũng gặp. Cho nên là khi mà đã dùng thuốc kháng vitamin K thì bắt buộc mình phải một là xét nghiệm được PTINR và xét nghiệm định kỳ theo dõi và hướng dẫn bệnh nhân rất cụ thể. Ở trung tâm tim mạch của bệnh viện Đại học Y thì mỗi bệnh nhân ra viện mà sử dụng thuốc này thì đều có một cái tờ hướng dẫn các cái chế độ ăn, các cái loại thức ăn mà nó làm tăng tác dụng cũng như là các cái thuốc nó có thể ảnh hưởng đến cái làm giảm tác dụng của thuốc cũng như tăng tác dụng của thuốc. Vâng, cảm ơn thầy Cường. Và cũng nhờ thầy Cường chuyển cái tờ hướng dẫn đấy lên trên chỗ Hà Giang luôn nhé. Dạ vâng. Thế còn bệnh nhân này thì chắc là sẽ phải xuống bệnh viện tỉnh để chúng ta định kỳ theo dõi thôi. Đấy, Vâng. cho đến khi nào Quang Bình chúng ta có thể triển khai được những cái xét nghiệm đó. Thế còn không phải riêng một bệnh nhân này, còn nhiều nhiều bệnh nhân khác. Đấy, đã không thể nào mà đi chuyển nhà từ trên Quang Bình xuống Hà Giang được. Từ Quang Bình xuống Hà Giang là bao nhiêu cây ạ? Dạ, báo cáo các thầy là 80 cây thầy ạ. Vâng, đấy, 80 cây cơ mà. Mời ý kiến của cô Hương ạ. Kính thưa thầy Thành, kính thưa các thầy cô, kính thưa các quý đồng nghiệp. Về bệnh nhân này thì tôi có một số ý kiến như sau. Thứ nhất là một số câu hỏi các bạn thì câu hỏi thứ nhất là về chẩn đoán thì tôi cũng thiên về cái này là một cái hồng ban nhiễm sắc cố định. Và cho dù là hồng ban nhiễm sắc cố định hay là hội chứng C. vân Johnson thì đều là biểu hiện đặc trưng da của chị dị ứng thuốc. Đấy là cái thường gặp nhất. Ngoài ra thì đối với hồng ban nhiễm sắc cố định ấy, ngoài nguyên nhân là do dị ứng thuốc thì nó còn thể do virus và đặc biệt là hiện nay nó do một số các cái chất phụ gia trong thức ăn, trong cái có thể là chất làm màu này rồi chất bảo quản thức ăn. Thì cái đấy đã có rất nhiều bài báo nói về cái gây cái hồng ban nhiễm sắc cố định do các chất phụ gia. Thế trên bệnh nhân này thì tôi không nghĩ đến Seven Johnson bởi vì giống như bác sĩ Mùi nói, tức là Seven Johnson thường là biểu hiện nó rất là nặng. Thứ hai nữa là gặp nhiều trên người trẻ. Và thứ ba nữa là nó có các cái biểu hiện rất nhiều ở các cái gốc tự nhiên. Ít nhất phải từ 2 đến 3 gốc tự nhiên trở lên nữa. Trên bệnh nhân này nó chỉ có ở chủ yếu ở miệng. Và thứ hai nữa là nó lại có kèm theo cái giả mạc. Cho nên tôi cũng nghĩ rất nhiều đến bệnh nhân này là nó có một cái nhiễm nấm kèm theo. Cho nên tốt nhất trên bệnh nhân này trước hết phải kiểm tra cái nấm ở trong miệng. Để xem nếu như đúng có nấm ấy, thì chúng ta lại phải phối hợp một số kháng sinh, kháng nấm. Đấy là về chẩn đoán. Thế còn về nguyên nhân ấy, thì cái hồng ban nhiễm sắc cố định ấy, thì cái nghĩ đầu tiên mình phải nghĩ đến là do thuốc. Mặc dù trên bệnh nhân này ý kiến của tôi thì hơi thiên về dược lý một chút, tức là trên bệnh nhân này mặc dù là dùng cái thuốc điều trị tăng huyết áp từ rất lâu rồi nhưng mà cái thuốc mà mình dùng phối hợp ở đây là dùng Epitaphor là phối hợp giữa hai thuốc là Enalapril là thuốc chế enzyme chuyển angiotensin và hydrochlorothiazide là lợi tiểu thiazide. Thì mặc dù bệnh nhân dùng lâu nhưng mà sáng nay thì tôi cũng có xem một số các cái bài báo thì nó có những trường hợp là dị ứng muộn, tức là dùng rất lâu dài dị ứng chậm của cái thuốc này. Bởi vì trên thuốc này, hai thuốc này thì Enalapril là ức chế enzyme chuyển thì cái tác dụng phụ thường gặp của nó là phát ban, tức là tỷ lệ gặp thường gặp là 1 trên 100 bệnh nhân. Thứ hai nữa là lợi tiểu tiazid thì tác dụng phụ ít gặp, tức là nó có thể mày đay phát ban và hồng ban đa dạng. Đấy thì
mình không loại trừ những đây là một cái trường hợp tác dụng phụ của thuốc. Cho nên là trả lời câu hỏi thứ hai của các bạn là có nên đổi thuốc điều trị tăng huyết áp hay không, thì theo tôi là bởi vì ở đây mình chưa biết được cái nguyên nhân gây hồng ban nhiễm sắc cố định là do cái gì, thì tốt nhất là mình cứ thay cái thuốc, thay cái thuốc điều trị tăng huyết áp. Thì theo tôi ở đây là ở đây trong các bạn ở đây thay bằng Savi IB sắc tăng, thì cái này là thuốc chẹn thụ thể angiotensin 2 cũng được, nhưng mà tốt nhất trong trường hợp này để phối hợp giữa cả điều trị tăng huyết áp và cả cái điều trị một phần cái loạn nhịp tim ý, thì theo tôi nên dùng sang cái nhóm chẹn kênh chẹn beta giao cảm, và có thể dùng metoprolone hoặc anteprolone. Thì hai cái này thì nó có mấy cái tác dụng quan trọng. Thứ nhất là nó làm giảm cái tính tự động, giảm tính chịu kích thích, giảm cái tốc độ dẫn truyền từ nhĩ xuống thất, và đặc biệt là giảm lực co bóp cơ tim, cho nên nó có thể làm giảm huyết áp và kèm theo làm giảm nhịp tim nữa. Đấy là làm giảm cả cái loạn nhịp tim nữa. Cho nên theo tôi trong trường hợp này các bạn nếu có thể được thì nên chuyển sang cái thuốc gọi là ức chế beta giao cảm là metoprolol. Thế còn cái điều trị hiện nay thì nhìn cái bản điều trị hiện nay các bạn, thì các bạn sau khi 5 ngày thì lâm sàng của bệnh nhân về mặt dị ứng là đã giảm, thì theo tôi liều vinsolong tức là metimprednisolone các bạn phải giảm dần là một. Thứ hai nữa là cái ticagrelor, thì cái ticagrelor là một cái nhóm carbapenicillin phối hợp với lại acid carbonic, mà cái nhóm penicillin này là một trong những thuốc đầu tiên mà nó rất hay gây dị ứng, rất hay gây dị ứng, và biểu hiện dị ứng ở đây của mình lại đang là cái hồng ban nhiễm sắc cố định. Cho nên là trong trường hợp này theo tôi không nên dùng thuốc này với hai lý do. Một là nó là cái nhóm thuốc penicillin rất hay gây hồng ban nhiễm sắc cố định. Thứ hai nữa là trong trường hợp này tôi nghĩ chưa có đủ các cái biểu hiện, tức là các cái về mặt lâm sàng cần phải phòng bệnh nhiễm khuẩn. Mà trong trường hợp này tốt nhất là mình xác định cái nhiễm nấm và dùng kháng sinh nhiễm nấm. Còn cái thứ ba nữa là mình dùng dioxin thì nó có tác dụng phối hợp rồi, tôi không nói gì. Thế còn về thuốc điều trị loạn nhịp tim thì nếu như trước mắt chưa có thể dùng cái thuốc kháng vitamin K bởi vì những điều kiện ấy, thì tạm thời có thể dùng tạm thời cái metoprolol là vừa giảm huyết áp vừa điều trị cái rối loạn nhịp tim, và sau đó thì chuyển về cái bệnh viện tuyến trên để như ý kiến của bác sĩ Cường để mình định lượng INR, định lượng các cái yếu tố đông máu khác để mình có thể dùng cái kháng vitamin K một cách hợp lý nhất. Tôi xin hết. Vâng, cảm ơn giáo sư. Mời ý kiến từ Quang Bình ạ. Dạ, Quang Bình xin phép lắng nghe các cái ý kiến của thầy cô và sẽ điều chỉnh cái thuốc huyết áp cho bệnh nhân và theo dõi cái tình trạng mà hồng ban nhiễm sắc nếu mà còn tái lại ạ. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, cho nên để làm những xét nghiệm kia thì tạm thời chúng ta chuyển về bệnh viện tỉnh Hà Giang nhé, để cho bệnh nhân đưa làm một số những cái xét nghiệm theo yêu cầu của bên tim mạch. Được không ạ? Vâng, em sẽ tư vấn cho bệnh nhân ạ. Vâng, cảm ơn Quang Bình. Và xin được chuyển sang đầu cầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Mời Hà Tĩnh ạ.